Sau khi gắn cái máy vô cái nền xong rồi anh em chuẩn bị giật thử nha bạn. Giật thử rồi chú hồi xuống sình chạy nha. Đây. Bỏ 2 tháng không chạy, không biết giật có chạy không nữa ha. À, chưa chạy đâu. Bỏ 2 tháng rồi bay. Xong rồi chạy xong là khóa xăng rồi bỏ nè. 2 tháng sau mới chạy lại. Ok. Không anh ha. Là máy Nhật thôi nha, bỏ 2 tháng giật 2-3 cái là chạy rồi. Và chút xíu nữa mình xuống sông mình chạy sình cho bạn xem nó nghe các bạn. Đây, có cái mũi khóa nè, chạy rất liền. Cái mũi này mình chạy đánh sình lên thấy bạn, mình không có dùng tay vậy ha. Nè, như chạy như máy đê vậy đó. Này nó đánh sình nó khua lên cái nó hút vô đây. Nó xả ra đây nha. Rất là tiện lợi các bạn, rất là êm. Này chạy sình vô nền nhà rồi êm lắm, nên sình đặc lắm. Nè, cái chỗ này là nãy mình nói nè. Đấy, vị trí này là mình để cái đinh dưới đây nè. Nè, đẩy lên nha. Nè, cái đinh dưới cái này là mình chọt cái đinh ngang theo bạn. Lúc mình chạy nó bị dướng gác rồi đó. Dướng gác hoặc là cái bọc gì đó. Nó cứng máy quá là nó đứt con ốc này nha. Đứt con ốc này là máy mình không bị tổn. Rồi, khi nào chạy nữa rồi mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Mình chạy mình gà tới gà luôn chứ không cần cho nó ăn nha bạn. Mình không có lấy tay mình ấy nha, chạy như máy đê vậy đó. Đó. Mình gà tới gà luôn, là đầu nó có nãy nó có trên nó dưới nó có cái quạt các bạn. Nó đánh nè. Đánh điều chỉnh lên. Này chắc chạy khoảng nửa gà bạn. Nửa gà. Chạy gì cũng tiết kiệm xăng mà nó thao xăng đó nha. Đó. Anh em mình chạy cho bạn xem. Máy bơm bùn siêu mini. Anh em đang chạy trên cái chảng nha bạn, bởi vì nó lên đá cục mình nhìn thấy mê ha. Đó, chạy lên chảng. Lên chảng thì đất nó cứng nha bạn. Mình chạy ra nhỏ nhỏ thì bạn nhìn là xịn lên nè. Lên là đá cục luôn á. Nhưng máy đê vậy các bạn. Nhưng mà máy mình thì máy chỉ có 6 HP thôi nha. Máy Mitsubishi 6 HP, máy chạy cỡ này nè. Mình quá chọc hê các bạn. Lên đất cục cục luôn, mình lên đất khối luôn. Anh em đang chạy ngoài các bạn, chạy lên cái chảng. Đó, chạy trên cái chảng các bạn, chảng bồi á. Xịn nó lên rất là kẹo nha. Này, cho các bạn xem. Này mình chạy khoảng nửa ga nha, nửa ga máy nè. Nửa ga máy lên đó. Quá trời xịn nó đặt luôn trời. Nên đầu ống lên đó cục thông luôn. Quá dữ. Này bạn nhìn chất lượng xịn nè bạn. Bụng lên nè. Mình chạy ra nhỏ là xịn lên kẹo đeo luôn nha. Đó, nhìn nè, lên kẹo nè. Xịn lên chắc luôn nha. Đó. Mình ở đầu trên thì mình khui nước cho nó chảy nha. Khui nước chảy. Khui nước trong bỏ. Khui nước trong đầu trên. Còn này đầu ống thì mình để đầu ống đây đặng mình giữ xịn cái lại nha các bạn. Đó. Giữ xịn cái lại. Xịn đặc quẹo luôn nha. Xịn cũng đặc. Này là bơm này là đất màu lên khối lắm nha các bạn. Mình bơm này đồ khoảng nó đầy cái đầu mình để chừng tháng là ở đầu mình dít lên bơm lại nữa được rồi đó. Màu khô lắm. Xịn này là nó đặc luôn. Nước mình xả bỏ nha. Mình chỉ lấy xịn cái thôi. Rồi hôm nay mình chia sẻ cho bạn cái video về quá trình mình chạy sơn các bạn. Sơn bằng máy 6HP nha. Ống giải thì ống giải một tấc. Ở này ở Nam Căn Cà Mau các bạn. Anh em các bạn nào có nhu cầu mà mua cái bộ sên đó thì mình cho số điện thoại nha. Bộ sên thì chạy máy xăng máy xe đầy đủ đều có nha các bạn. Rồi ống giải luôn. Anh em muốn mua ống giải thì comment dưới rồi mình cho số điện thoại cho anh em mua ống giải với mấy cái vàng bùng bùng này nha các bạn.
Đây, bạn nhìn máy sát bê mà chạy chất lượng sình quá là chuẩn luôn. Lên là đặt ống luôn nha các bạn. À, này sang lắp rất là nhanh. Này mình chạy gia đình nha. Đây, nền mình thì dài 40 mét, ngang 10 mét, mình bơm lên khoảng 7 tấc nha. Thì cũng mém mém khoảng 300 ngoài khối á. Ở trong ngoài còn 400 khối bùn nha các bạn. Đây, hôm nay mình chạy cũng gần 5 ngày. 5 ngày thì bữa nay là ngày cuối cùng. Anh em chuẩn bị hoàn thiện xong rồi mình giặt ống nghỉ nha. Khoảng 2 tiếng hồ nó lại coi. Còn có một tấc này. Tấc nó là tràn bờ. Thì mí sình nó vừa đủ bờ là mình nghỉ luôn nha. Vừa đầy nghỉ. Rồi sau đó là khoảng tháng ngoài 2 tháng sau nó khô nữa rồi mình be lên mình bơm tiếp. Tại mình bơm một lần nó không kịp các bạn. Tại cái bờ mình nó mỏng quá mình không dám, không dám nha. Để quay cho bạn xem. Mỏng quá rồi mình sợ quay ấy nhiều quá nó sạc bờ. Cầu thấp không các bạn. Nó cũng sạc 2-3 lần nè, nhìn nè, sệ cây trên. Đâu mình thấy không? Sệ cây trên. Giặt 2-3 lần nha. Đó. Cấp trước mình giặt 2-3 lần, bây giờ nó cao, nó kiên cố lại nè. Các bạn nhìn nó cao thấp, khoảng so với mặt nước ở trong vuông, mình xả nước ra bữa nay là thước chứ, cái thước chứ. Cái cao của đè bò là nặng lắm nha các bạn. Bởi mình không dám chạy dữ nha, vừa bằng nghỉ luôn. Rồi, bây giờ của mình cũng xin tạm dừng tay luôn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Xin hãy mến chào tất cả các bạn nha.